Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh nấu ăn của mình. Video ngày hôm nay, mình xin chia sẻ với các bạn cách nấu canh chua cá lóc ngon. Món ăn của mình có vị chua chua, ngọt ngọt, cay cay. Cái phần thịt cá lóc á, thì rất là thơm, dai, ngon mà không có vị tanh nữa. Còn đậu bắp, bạc hà, gốm, cà chua với lại giá thì rất là giòn mà không có bị mềm. Món ăn này rất là ngon, mình mời các bạn cùng vào bếp với mình, chúng ta cùng thực hiện món ăn này nha. Hi, xin chào các bạn. Thì hôm nay nhà mình ăn món canh chua cá lóc nên mình chia sẻ cái món ăn này với các bạn luôn nha. Thì cá lóc này mình mua ngoài chợ, thì mình nhờ mấy chị, mấy cô, mấy bác rồi làm sạch con cá để cho mình rồi cắt khúc khúc gì nè, rồi lát mình rửa. Còn bên đây là me, mình sẽ sử dụng me để nấu canh chua, cà chua, đậu bắp, khóm, mấy trái ớt nữa nè, với lại rau thơm. Bên đây là bạc hà với lại giá nha. Các bạn thích bông su đủ thì mình cho thêm. Còn ở đây là tỏi băm. Cá lóc này nó rất là nhớt nên mình sẽ cho muối vào mình rửa nha các bạn. Muối rồi chanh ra. Mình sẽ nặn chanh ra. Rồi sau đó mình sẽ rửa. Các bạn sẽ chà từng khứa cá một nha. Mình chà với muối với chanh đó, thì cái cá lóc này nó sẽ sạch nhớt nha các bạn. Chứ các bạn mà rửa nước lạnh bình thường á thì cá lóc nó nhớt dữ lắm, nó không có sạch đâu nha. Mình làm rất là kỹ, mình thấy nó nhớt mình không có ăn được. Chà nhớt xong hết rồi đó thì các bạn sẽ lấy cái dao á, mình chà con cá lại một lần nữa, mình đánh cho nó tróc cái dải hết luôn nha. Rồi mình rửa cho nó sạch, cho mình rửa kỹ, mình đánh cho nó hết cái nhớt luôn. Cái cá của mình nó đã sạch hết hoàn toàn rồi nè. Thì các bạn cho một chút xíu bột ngọt vào trong cá nha. Mình sẽ cho chút xíu nước mắm vào trong cá. Mình sẽ ướp khoảng 15 phút. Cho thịt cá nó ngon. Cái thịt nó dai, nó cứng nữa. Nó không có bị bở. Mình ướp 15 phút, mình sẽ đem đi chiên. Còn các bạn không thích ướp thì thôi, cái này cũng không có quan trọng nha. Cái bạc hà này thì mình rửa sạch, sau đó mình sẽ cắt thành miếng như thế này vừa ăn nha. Các bạn muốn cắt sao cắt thì thích các bạn. Còn bên này cà chua thì mình có thể cắt làm 2, làm 3, làm 4, muốn cắt sao cũng được nha. Khóm thì cũng vậy luôn, nhưng mà các bạn nhớ là bỏ cái cùi nha. Đậu bắp cũng vậy, còn rau thơm cũng vậy luôn, mình cắt ra. Các bạn có thể thay thế thêm là rau muống, không thôi là bông su đũa. Ớt này thì mình sẽ xắt miếng như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ cho cái dầu ăn vào trong chảo để mình chiên cá nha các bạn. Dầu ăn của mình đã nóng thì mình sẽ cho tỏi vào. Mình phi cho tỏi nó vàng, nó thơm lên. Tỏi vàng và thơm rồi thì các bạn sẽ cho cá vào trong đây nha. Mình sẽ cho cá vào mình chiên. Mình chiên cho cá nó săn lại là được nha các bạn. Mình chiên cá như thế này để giúp cho cá nó dai, ngon, thơm, với lại là nó khử mùi tanh của cá nữa nha. Còn các bạn không chiên cũng được, thì tùy ý thích các bạn thôi nha, chứ không nhất thiết thì các bạn phải chiên. Mà mình đó giờ mình nấu canh chua là mình phải chiên cá trước như thế này nè, cho thịt nó dai, ngon, nó thơm mà nó không có bị tanh nữa. Mình chiên cá mà cá nó thơm, nó săn lại là được nha. Rồi mình sẽ trở về nó. Mình đó giờ mình làm canh chua, mình toàn là chiên cá như vậy không có các bạn. Ăn cái món canh chua của mình nó thơm, ngon lắm, mà nó không có bị tanh gì hết trơn á.
Cái thịt thì nó dai ngon lắm, mình chấm với nước mắm mặn á, không thôi muối ớt á, ăn rất là ngon luôn á. Còn các bạn không thích chiên thì thôi, mình để mình nấu canh chua luôn cũng được. Thì tỷ thích các bạn nha. Cái khứ cá của mình nó đã thơm và nó săn lại rồi nè các bạn. Là mình sẽ lấy ra nha. Như vậy là không còn mùi tanh nữa, rất là thơm luôn á. Và cái miếng thịt cá thì nó cũng gần chín luôn. Còn các bạn chiên sơ sơ cũng được nha. Chủ yếu là khử mùi tanh của cá thôi. Tiếp theo thì mình sẽ cho chút xíu dầu ăn vào trong mét son á. Mình sẽ cho cái phần tỏi còn lại vào đây luôn. Mình phi cho tỏi nó vàng nó thơm hết. Rồi mình sẽ cho cái nước vào mình nấu canh chua nha các bạn. Còn các bạn không thích phi tỏi thơm á, thì mình cho nước vào son luôn. Tùy các bạn nha, cách nào cũng được hết trơn á. Giờ thì mình sẽ cho nước vào đây mình nấu canh chua. Mình sẽ sử dụng me để nấu canh chua nha. Các bạn không thích me thì mình có thể thay thế thành nước tắc hoặc là nước chanh. Mình sẽ nấu cho cái phần nước này nó gần sôi lên á. Thì lúc đó cục me nó cũng đã mềm rồi. Thì mình sẽ dầm cái me này ra nha. Mình mua ở ngoài chợ một giắt me là đủ nấu rồi đó các bạn. Tại vì trong món canh chua của mình á, có thêm khóm với lại cà chua nữa nên cái vị nó sẽ rất là ngon. Mình dầm ra mình lấy cái nước me nha, mình chế vào trong cái nồi. Rồi mình sẽ dầm tiếp tục nha, cho nó ra hết cái chất của me. Rồi các bạn nếm thử coi vừa chưa, cái vị chua nó vừa chưa. Giờ thì mình sẽ cho đường vào canh chua. Mình sẽ nêm bình thường các bạn, giống như là đường nè, bột ngọt nè, với lại nước mắm. Mình thì thích nêm nước mắm chứ không có thích nêm muối. Thì các bạn thích nêm muối thì nêm nha. Mình nêm canh chua trước rồi mình bỏ rau vô cũng được. Giờ nước sôi thì các bạn bỏ cá vào cũng được. Còn không thích bỏ cá thì mình sẽ cho bạc hà vô trước nha. Bạc hà thì lâu chín mình sẽ cho đầu tiên. Tại cá của mình nó cũng chín thôi các bạn, mình để sau cùng cũng được. Giờ thì mình sẽ cho đậu bắp vào. Rồi mình sẽ cho cà chua vô nha. Cà chua rồi khóm vô. Rồi sau đó thì các bạn sẽ cho cái cá vào. Rồi mình nấu sôi lên là được. Giờ thì mình sẽ cho giá vô. Giá nó mau chín lắm nên mình sẽ cho giá cuối cùng vô đây. Rồi mình cho phân nửa tô thơm vô đây nha. Chừa phân nửa lại. Để lát múc cho tô mình bỏ vào. Giờ thì các bạn sẽ nêm lại một lần nữa cho vừa ăn hợp khẩu vị của các bạn nha. Món canh chua thì nó phải chua chua ngọt ngọt, nó rất là ngon. Giờ thì mình sẽ cho cá vào, tại vì cá nãy mình chiên đó, nó cũng gần chín rồi nên cho nó nước nó sôi là một cái là mình tắt bếp liền nha các bạn, để cho cái bạc hà với lại giá đậu bắp rồi nó giòn nha. Đừng có để lâu quá thì mấy cái nó sẽ bị mềm, ăn không có ngon. Còn cá thì nay nó đã chín rồi. Còn các bạn không thích bỏ sau cùng á, thì lúc mà dầm me xong á thì mình cho cá vào mình nấu trước nha. Rồi sau đó các bạn sẽ múc cá ra. Rồi mình cho cái rau này vô rồi mình để cá lên thôi ha. Thì các bạn giờ để sôi lên cái là mình tắt bếp. Rồi mình múc ra tô nha các bạn. Vậy thôi. Đó là vừa ăn rồi nè. Mình đã múc ra tô rồi nè các bạn. Một tô canh chua nhìn rất là ngon và hấp dẫn luôn nè. Mình sẽ cho thêm vài miếng ớt lên đây. Món ăn của mình nó có vị chua chua, ngọt ngọt, cay cay nha. Như nó giống như là đậu Thái vậy đó các bạn. Rất là ngon luôn á. Mình sẽ cho thêm một miếng tỏi vô đây nữa. Tỏi phi vàng sẵn rồi đó các bạn. Cho món canh chua của mình nó đậm đà với nó thơm bát ngát luôn nha.
Các bạn nhìn nè, tô canh chua của mình nó rất là ngon và hấp dẫn luôn. Còn ở đây là muối, ớt. Bên đây là nước mắm mặn. Thì nhà mình nó có người thích muối ớt, có người thích nước mắm mặn, nên mình làm hai loại luôn. Còn cái tô canh chua này thì nó chua chua ngọt ngọt rất là ngon. Cái phần rau, đậu bắp với lại bạc hà, khóm với lại giá nó rất là giòn. Ngon lắm các bạn. Thì mình chúc cho tất cả các bạn luôn nấu ăn ngon và thành công với món ăn này nha. Video của mình đến đây đã kết thúc. Chúc tất cả các bạn luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc nha. Bye bye.